ngày 30 tháng 10 năm 2021, thông tin từ buổi sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất trong tháng 11 và 12, Thành phố Hồ Chí Minh tiêm nhắc mũi 3 cho nhóm có nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, dự kiến năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine COVID-19 mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Đồng thời, đề xuất dự kiến tiêm mũi 3, mũi 4 cho người đủ thời gian theo quy định của Bộ Y tế. Cũng trong 2 tháng cuối năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiêm vét vaccine COVID-19 mũi 1 và mũi 2 cho người dân. Đến cuối tháng 11, sẽ tiêm đầy đủ 2 mũi cho trẻ em. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 8054 về triển khai bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em. Công tác khám sàng lọc cần được tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế với mục tiêu đảm bảo cho trẻ được tiếp cận sớm vaccine. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác tiêm vaccine theo quy định. Trong đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc theo đúng nội dung trong bản kiểm trước tiêm theo quyết định số 5002 của Bộ Y tế, từ đó phân loại và có chỉ định tiêm chủng đối với trẻ em được khám sàng lọc trước tiêm. Đặc biệt, Sở Y tế cũng nhấn mạnh các đơn vị không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm vaccine nếu không thuộc các trường hợp đã quy định trong bản kiểm, nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận vaccine sớm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện sẽ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các cơ sở tiêm chủng và các điểm tiêm lưu động trên địa bàn thực hiện đúng quy định hiện hành nhằm giúp công tác tiêm vaccine diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.